Khi mùa hè đang dần hiện hữu, những cơn mưa rào thường xuất hiện đến rất bất chợt rồi ra đi trong lặng lẽ. Lúc này sự nóng nực và oi bức càng trở nên gay gắt và nghiêm trọng hơn. Trong những ngày nắng nóng như thế này thì những vi khuẩn độc hại thường xuyên gieo rắc những mầm bệnh đến cho cơ thể con người. Chúng càng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì đang sở hữu một cơ thể già nua và gầy yếu nên vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bản thân lúc nào cũng được mình đặt lên hàng đầu. Thật là trách nhiệm phải không mọi người? Và biện pháp để bảo vệ bản thân hiệu quả nhất trong một thời gian mà rất nhiều mầm bệnh đang sinh sôi nảy nở đó chính là nấu một nồi canh chua cùng với rất nhiều loại rau xanh. Khi mà chúng ta ăn cơm cùng với món canh chua này, cơ thể sẽ tiếp nhận được rất nhiều loại rau có trong nồi canh chua. Từ đó nó sẽ trung hòa giải nhiệt và làm mát cho bản thân một cách thần kỳ. Trong một hoàn cảnh hạn hán kéo dài đáng sợ như thế này, để tìm ra được một con cá lóc dùng để nấu canh chua là một điều không thể. Nên một con cá trê trị giá khoảng 20.000 đồng bạc cũng là một sự chọn lựa để thay thế vô cùng sáng suốt. Và như vậy việc nấu nướng vẫn tiếp diễn ra một cách rất bình thường. Tất cả mọi thứ đều được bỏ vào nồi canh theo đúng quy trình. Khâu cuối cùng đó chính là cắt toàn bộ hành ngò bỏ vào nồi canh chua. Sau đó là nêm nếm kiểm tra chất lượng và kết thúc việc nấu nướng. Rất bài bản và hoàn hảo phải không mọi người? Vào đúng lúc này thì anh bạn tóc dài ở trong xóm cũng đã đi ngang qua và ghé vào thăm hỏi sức khỏe. Và đúng vào dịp bữa cơm cũng đang được mình dọn ra. Thấy rằng cơ thể anh tóc dài cũng đang có dấu hiệu thiếu thốn chất xơ trầm trọng từ rau xanh nên dạo này mặt mày trở nên hốc hác và xanh xao. Thế là mình đã quyết định cho phép anh tóc dài được ở lại ăn cơm cùng với canh chua. Từ đó anh tóc dài mới có thể tiếp xúc được nhiều rau xanh hơn trong bữa ăn, cải thiện được phần nào chất lượng cuộc sống trong hoàn cảnh hiện nay. Và cứ thế bữa cơm canh chua cá trê cũng đã được diễn ra trong sự hoan hỷ. Và khi ngồi ăn cơm trực tiếp với anh bạn tóc dài, mình cũng đã nhìn thấy rõ ràng là anh ấy đã ăn được rất nhiều rau xanh nha mọi người.